Trời ơi, tôi cho đồ ăn của anh xong thì anh xong đem trả dĩa, mắc mớ gì cô đem trả? Dạ không có chị, em giống như là em gái của anh xong vậy á, ảnh bận quá nên kêu em trả giùm thôi. Em gái? Em là em gái của anh xong? Dạ. Trời ơi, em gái hả? Hèn gì dễ thương y chang như là anh xong vậy đó. Chị xin lỗi nha, hôm trước chị lỡ chị đụng em, thì chị xin lỗi nha. Dạ không có gì chị. Ủa mà em là em Út hả hay là sao? Dạ không có chị, ba má anh xong á là bạn thân với ba má em, mà ba má anh xong á coi em giống như là con gái trong nhà vậy đó. Nói đúng hơn thì là em với anh xong giống như là thanh mai trúc mã á chị. Cái gì? Thanh mai trúc mã? Nghe kìa, cái tâm lý nhân vật diễn tốt quá. Em thấy không, cái hành động kìa, action kìa, hay ứa là hay, mấy cảnh rượt đuổi là mê lắm luôn. Mấy cảnh này thì học khỏi nói rồi. Hai biết em thích gì trong này không? Gì? Cái cảnh của nó hoành tráng như sao đó, nguyên cái khu kìa. Thấy diễn xuất không? Diễn xuất rất là sâu sắc, tâm lý, hay dễ sợ. Cái cảnh rượt đuổi nha. Phim này coi 3D còn hấp dẫn nữa, cái âm thanh người vang lên. Trời chứ. Hai. Rồi, chết chắc luôn. Phim này coi mấy lần, mấy chục lần vẫn không ngán. Mê quá. Ủa, không lẽ buổi tối là coi phim gì không hả? Tối hay không đi đâu chơi hả? No. Trời đất ơi, hỏi sao thanh niên trai tráng như này mà vẫn còn ế sắc ế nè. Kệ cao, tao ế cho người ta ghiền cho ra tức chơi không được hả? Ai như mày? Thôi giờ vậy hai, em sẽ giới thiệu cho hai một vài của em xinh tươi, điểm 10 cho chất lượng được không? Được không? Nghĩ sao vậy? Mấy người còn không đủ xài nếu giới thiệu cho tôi. Thì giờ em chiết ra. Thôi đi, chiếc gì mà chiếc. Ở đó đó mà đi lo kiếm con nhỏ nào đàng hoàng làm vợ đi. Suốt ngày long bong lăng nhăng đi, có ngày bị đánh ghen cho biết. Hai yên tâm, em nói thiệt với hai á, về cái cách sắp xếp phong thủy trong ngôi nhà này thì hai là số 1. Chứ mà về việc mà sắp lịch cho các em gái thì em rất là khoa học nha. 24/6/3/5/7 chủ nhật em nghỉ. Nói trước bữa hôm qua đâu nha. Thôi đi, nói chuyện với hai mệt quá, chán phèo à. Đó, em thơm tho rồi, em đi chơi đây. Đi chơi về trước 12 giờ nha. Em biết rồi. Về xong 12 giờ là biến hình với lọ lem cho tôi. Bye bye hai. Em đi đây. Kéo áo xuống đàng hoàng. Ok. Sao giống mình dữ vậy trời. Yêu mà không dám nói. Mình phải làm sao để tiếp cận với anh xong của mình đây ta? Mình đã có cách.
đúng giờ, ta thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Cuối tuần này hả? Anh bận rồi. Thứ ba thì được. Nhưng mà thứ ba thì không được, tại vì chỗ đó chị tổ chức thứ bảy nè, chủ nhật, thứ hai thôi à. Hay là thứ hai anh đi với em đi. Thứ hai thì kẹt cho anh quá, anh lại có hẹn với nhỏ em chở đi nhà sách rồi. Thôi mà, đừng có giận mà, anh sẽ đền bù cho em sao? Sau là khi nào? Khi nào em thích. Nhớ nó nha. Ok. Em đi trước á, em có việc rồi. Ừ. Bye bye cưng. Em tới hồi nào vậy? Em đợi anh có lâu không? Anh làm gì giờ này mới tới? Anh xin lỗi, anh bị bể bánh xe, anh phải dắt bộ xe mấy chục cây số mới tới đây gặp em được á. Từ nhà anh tới đây mà mấy chục cây số hả? Anh bị bối rối trước cái nhan sắc của em cho nên anh nhầm. Nhưng mà bị bể bánh xe thiệt. Thiệt không? Thiệt. Vậy em tha cho anh đó. Bắt người ta đợi có tiếng đồng hồ rồi. Dài có cổ luôn rồi nè. Đâu đâu anh coi coi. Trời ơi, cổ em mà đẹp dữ vậy. Miệng lưỡi à. Nhưng mà này đâu phải hô cao cổ đâu mà dài. Có cái này dễ thương hơn. Đó. Thấy chưa? Vì biết em thích cái loại hoa sống đời này, mà cũng với cái ý nghĩa là muốn em sống đời với anh, cho nên anh đã quyết định vượt bao nhiêu là chặng đường xa, đến bao nhiêu là cửa hàng bán hoa mới mua được cái chậu này đó. Xong rồi em, anh chạy ngược đường, xong rồi anh bị công an bắt nữa. Không sao không? Năn nỉ gãy cái lưỡi này luôn á, mới đi được tới đây gặp em á. Tới không có được thương mà còn bị giận bị la nữa. Buồn ơi là sầu. Thôi mệt anh quá à. Em nói vậy thôi chứ em có giận anh đâu. Thiệt không? Thiệt. Mà làm sao vậy nữa, rồi đừng có trách em nha. Biết rồi, anh thề với em luôn á, không có lần sau đâu. Mà nếu có, anh sẽ bị á. Thôi, em tin anh mà. Anh hứa là nếu mà lần sau mà có nữa thì sẽ bị em hung cái chứ bộ. Tham lam. Nguyệt ơi, anh đi làm đây. Đóng cửa giùm anh nha. Dạ, em biết rồi. Anh, trễ giờ rồi. Mới có 6 giờ rưỡi thôi. Hôm nay cơ quan có việc cho nên làm sớm hơn một chút. Trời, em tưởng em trễ giờ rồi chứ. Tập thể dục không xuống công viên đứng trên đây làm chi gì trời. Trời, con gái gì đâu mà tóc kìa. Alo. Alo.
Anh Núi hả? Sao lâu rồi anh không ghé nhà em chơi? Anh bận. Có gì mai mốt anh ghé nha. Thiệt hả? Vậy mai anh ghé nhà em chơi được không? Ba má em đi vắng hết rồi đó. Anh ghé nhà em đi, em sẽ nấu canh chua đãi anh nha. Mai hả? Mai anh cũng bận rồi. Có gì cuối tuần anh ghé nha Lan. Ủa? Anh lộn em với em Lan nào vậy? Em là Loan chứ không phải là Lan. Chết rồi, lộn rồi. Ngày mai đi làm. Alo. À, Loan, anh đang nói chuyện với em á, nói chuyện với ai đâu. Tại anh đang ngái ngủ, cho nên là cái giọng anh mới dậy. Thiệt không? Em cứ tưởng đâu là anh lộn em với em Lan nào chứ. Em cứ hay suy diễn. Vậy nhớ nha, nhớ ngày mai đúng hẹn với em nha. Rồi, anh biết rồi. Anh hứa là sẽ đúng hẹn mà. Thương 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 nè. Bye bye bye. Bye bye. Xin chào ba cô gái xinh đẹp. Ngày hôm nay anh hẹn ba đứa em ra đây để anh phô diễn một chút xíu gì đó, gọi là cái tên của anh ha. Tên anh là Tấn Tài. Và đầu tiên thì anh sẽ biểu diễn một tiết mục gọi là biểu diễn ảo thuật cho các em coi nè. Đây, ở đây chúng ta hai cái vòng, hai cái vòng hoàn toàn khép kín, chuẩn bị 1, 2, 3. Bình thường, bình thường, mấy người mà mấy người có tài làm cái này bình thường em. 1, 2, 3. Trời ơi, hay quá hả? Trời ơi. Đây, 1, 2, 3. Hay quá. Rồi cầm 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 giùm anh cái này coi. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ôi hay quá. Hay không, hay không, không? Hay. Bây giờ mình sẽ làm cái khác hay hơn. Bây giờ anh sẽ kể chuyện cho mấy em nghe chị không? Có. Kể một câu chuyện vui như thế này. Ngày xưa có một chàng trai 40 tuổi mà vẫn chưa có vợ. Sau đó bà già mới kêu ra nói là: à con ơi, bây giờ là con 40 tuổi rồi mà con không chịu lấy vợ thì mấy mốt ăn cơm rồi không có người lấy tâm cho xỉa răng đâu nha. Đó, thấy chưa? Là bà mẹ nói là phải lấy vợ đi. Sao cứ tiếp đi. À nhớ rồi. À sau đó là 40 năm sau, chàng trai lúc đó bây giờ trở thành một chàng trai 80 tuổi. Ở dưới nhà thì có những đứa con mà nó quậy phá nghịch ngợm. Ông già này phải lấy tay bịch lỗ tai lại, nhét bông gòn vô lỗ tai, than thở và suy nghĩ trong đầu. Trời ơi, chỉ vì cái xẻ răng tôi ngồi bây giờ phải khổ như vậy đây hả trời. Mắc cười chưa, mắc cười chưa? Có phải gì ta nhắc nhở chuyện cưới vợ đúng không? Không, bậy, bậy quá. Cái chuyện này là anh nghiên cứu ở trên báo, anh thấy hài hước cho nên kể cho mấy em nghe. Anh Tài. Sao? Anh Tài kể chuyện khác đi, chuyện này không mắc cười gì hết trơn à. Ồ, có gì đâu mắc cười. Thôi bây giờ anh kể câu chuyện khác, anh kể câu chuyện này không phải là chuyện cười, rất là nghiêm túc luôn nha. Chuyện kể lại rằng trong cái khu chung cư to lớn này không có ai đẹp trai qua tài taxi này đâu. Anh kể chuyện nghiêm túc thôi, không có mắc cười nha. Không, cái này nghiêm túc. Anh Tài, rảnh không? Chờ em đi đây chút đi. Vậy mà nãy giờ cứ tưởng... Lên xe đi em. Trời ơi, đẹp trai quá. À, nay anh hẹn em có chuyện gì không vợ? Thì... Thôi bỏ qua đi. Đưa tay ra coi. Ủa mà chị vợ xem bói hả? Xem bói cái gì? Đưa ra. Người ta nhớ, người ta muốn nắm tay chứ bộ. Tay mềm giờ vậy nè. Sao? Mấy em này em thế nào? Để xíu, anh có điện thoại cái. Alo, em hả?
Có gì anh sẽ gọi điện thoại lại cho em sau nha. Bye bye. Em nào vậy anh? Nhỏ em ở trong công ty, công việc á mà. Anh xin lỗi em, đi chơi với em hẹn hò vậy á mà lại nghe chuyện điện thoại công việc nhiều quá. Thôi để anh tắt điện thoại luôn nha. Dùng luôn cái điện thoại đi, lúc nào cũng điện thoại. Dùng luôn hả? Em mạnh mẽ quá. Thôi đỡ tốn kém, mình tắt điện thoại thôi. Rồi. Không nghe điện thoại nữa nha. Không nghe nữa đâu. Anh gọi nước cho em nha. Anh xong. Lần này nhất định phải thành công. Chị Nhật, chị Nhật, em lượm cái ví giùm chị nè, chị cảm ơn em đi. Trời ơi, ai mượn vậy? Thấy chị làm rớt á. Ai mượn nhặt ví cho tôi? Hả? Tên gì? Tên Tài đúng không? Đúng rồi. Đúng là Tài Lanh mà. Thiệt là bực mình quá đi mà. Cái gì vậy ta? Thiệt luôn á, lượm giùm không cảm ơn người ta mà còn nói người ta như vậy nữa. Ây. Tài lớn là tánh kịch. Dạ. Hôm nay không lấy xe sao? Bị quỵt tiền hay sao mặt u sầu dữ vậy? Nói xong nghe nè, em không biết bữa nay là ngày gì luôn á, mà cái số em nó đen thủi, đen thui, đen thùi lùi luôn á. Chuyện gì? Anh biết em là một con người đức độ rồi đúng không? Em rất là tốt bụng, cho nên em nhặt được của rơi, em chạy tới em trả cho người bị rơi. Mà người bị rơi không chịu cảm ơn người đã nhặt được của rơi, mà người bị rơi còn nói nặng nói nhẹ người nhặt được của rơi, làm người nhặt của rơi rất là buồn. Anh hiểu không? Là sao? Ý em là về nè, hồi nãy á là bà Nhật bà tới đây, cái bà làm rớt cái dí á, xong cái em chạy lại em lụm, em trả bà mà bà không chịu cảm ơn em, mà bà còn nói này nói nọ nữa. Thiệt bây giờ là anh á, anh bực không? Hay là cái ví không phải của cô ta? Không, em trả bà đi mấy lần rồi, là em nghiên cứu là em biết cái dí là của bà đó. Thời buổi này không ai mà xài cái dí mà cả lương như bà đâu. Thiệt, kim sa hạt lựu lum la hết. Kỳ ha. Dạ. Đáng lý ra người bị mất ví á mà tìm được ví phải vui chứ, này sao lại bực mình á, kỳ cục. À, mà em nghĩ vậy nè anh ơi, mỗi khi mấy người mà người ta lớn tuổi á, mà người ta chưa có gia đình á, xong cái da người ta nhăn nheo lại, cái làm cho não người ta phẳng la. Xong cái người ta lý trí của người ta bị đánh mất, người ta không có suy nghĩ được á. Em nói anh nghe này nè, bây giờ á anh nên tránh xa bả ra nha. Biết sao không? Biết biệt danh của bả là gì không? Là gì? Là Nhật Động Đảnh. Bà chảnh như con cá cảnh vậy đó. Cho nên á, không ai dám tới gần bà. Cho nên là bà bị ế lâu năm. Cho nên bây giờ phải tránh xa bà, không được tới gần bà. Nhà của bà đối diện với nhà của anh. Thằng quỷ Tài này, nếu như hôm nay không có nói nhặt giúp cái bóp thì mình đã có thể trò chuyện với anh xong của mình rồi. Sao bây giờ? Hay là mình dùng lại tuyệt chiêu của mình. Em ơi. Ê, để anh giúp cho. Trong em quen nha, em ở lầu mấy? Dạ em tên là Thảo, em ở lầu 4. Rất hân hạnh được làm quen với em. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Núi, ở lầu 22, phòng 22.5. Hôm nào rảnh lên nhà anh chơi. Dạ anh Núi không cần giới thiệu, danh tiếng và anh Núi em đã nghe lâu rồi. Có phải nhà anh Núi có 3 người con trai đẹp trai, vừa đẹp trai vừa học giỏi là Dương Thanh Đạt đúng không? Vì một lời khen ngợi từ một cô gái rất là xinh đẹp như em, anh đã quyết định đó chính là phụ em xách cái bệnh đồ lên nhà. Được không? Anh Núi ga lăng y chang như lời đồn vậy á. Mình đi thôi. Dạ.
Nhanh lên mới được, anh sắp về rồi. Anh Song. Anh mới đi làm về hả? Anh có mệt lắm không? Anh có đói bụng không? Em có làm sườn xào chua ngọt nè. Anh có muốn ăn không? Bà chảnh như con cá cảnh vậy đó. Cho nên á, không ai dám tới gần bà, cho nên là bà bị ế lâu năm. Ngon lắm đó. Anh Song, anh về rồi hả? Sao không vô nhà? Em nấu cơm xong rồi nè. Anh vô rửa tay rửa chân xong rồi ăn cơm nha. Xin lỗi chị, tôi không biết ăn sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt? Có gì mà không biết ăn? Thôi là sang xong rồi mà nó chặn họng chị à. Thiệt là bực mình quá đi má. Quên tắt bếp. Đói quá Nguyệt ơi, nhanh lên. Nay nấu dữ ha. Gọi gì vậy? Alo. Dạ à. À dạ dạ dạ. Chị cái Minh Núi hả? Anh Núi không ở nhà chị ơi. À, dạ. À, có gì thì em nhắn cho. Alo. Alo. Ai gọi nhà biển? Có chị nào gọi Núi á mà em chưa kịp nói cúp máy rồi. Kỳ cục không? Bất lịch sự. Em ghi lại cho anh. Bổ sung vào bản nội quy, không cho người lạ số điện thoại nhà. Yes. Nhờ người lạ điện thoại tới mà có ý tưởng vào bản nội quy. Xuất sắc. Ăn cơm thôi. Ăn cơm đi. Lấy cái gì? Ăn với. Dạ. Cái clip tự quảng cáo đó. Dạ, em tự tiến cử bản thân của mình. Bởi vì em thấy chỉ có mình em đặt tiêu chuẩn thôi. Không có ai đặt yêu cầu hết. Về hình thể nè, về chiều cao, cân nặng, số đo 3 dòng. À, như cậu chứ gì. Dạ. Cho nên cậu mới tự tiến cử mình đóng cái clip quảng cáo này. Dạ. Sếp à, sếp đừng có ấy đấy. Em đã thông báo là em không có nhận thù lao rồi. Và cũng không có cần tiền bồi dưỡng. Em đã nói kế toán rồi, sếp đừng có lo. Tôi chưa trừ lương cậu là may lắm rồi, bồi dưỡng cái gì? Dạ. Tôi chưa từng thấy diễn viên nào tệ như cậu, vậy mà cũng xung phong làm gương mặt đại diện cho công ty là sao? Dạ, chắc là sếp có sự nhầm lẫn nào đó. Em thấy em diễn rất là đạt, em diễn rất là tốt. Chỉ có cậu ok thôi, chứ không ai ok hết á. Em thấy em rất là tốt, em tự tin. Chắc có một cái gì đó sai sót ở đây rồi. Em không tin. Được. Cậu tự xem đi. Dạ.
từ quá khứ đến hiện tại, nhấn ga trên mọi dặm đường. Xin chào quý vị, tôi tên là Trần Sang Song. Cậu thấy chưa? Tôi không biết là cậu đang giới thiệu về ô tô hay là cậu đang PR cho bản thân cậu nữa. Clip chỉ có 30 giây thôi, chỉ có 10 giây là nói về xe, còn lại toàn là nói về cậu không. Chắc là do kịch bản, biên kịch và do cái cậu mà dựng phim này, chắc là cậu ta thấy em diễn tốt quá, đâm ra cậu là giữ lại hết. Đâm ra là... Đáng lẽ tôi không nên giao hết việc cho cậu như vậy. Lỗi tại tôi mà. Dạ, dạ lỗi tại em mà. Cậu còn nói nữa hả? À, chào Tám. Chào, mua cái gì? À, cho hộp kem đánh răng. Chờ chút. Ừ. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Chỉnh tóc cho nó phồng phồng lên. Vậy có đội nón không? Có. Đâu đội lên coi. Ừ. Vậy chỉnh chi vậy? À. Cũng như không. Phong cách nó vậy mà. 32 ngàn. À. Cái gì? 32 ngàn. Hôm nay để có 25 ngàn mà. Ai có nói là tôi phải bán giá đúng như vậy không? Ai có nói? Hôm nay để giá bình ổn mà. Thì đúng rồi, giá bình ổn là bình ổn của tôi, chứ đâu có nói là giá bình ổn thị trường đâu. Bớt chút đỉnh đi, lời gì tới 10 ngàn dữ vậy. Nói nhiều quá là không bán đó nha. Vậy thôi trả nè, tôi ra siêu thị mua thiếu gì. Đi vô siêu thị đi ha, rồi đứng xếp hàng mà tính tiền nghe chưa. Tôi rảnh mà đâu có làm gì đâu, xếp hàng xếp. Ê! Gì? Nói vậy rồi đi hả? Chứ ở đây làm gì? Bớt 5 ngàn. Vậy thì còn được. Góp ý cả nhà. Vụ gì? Buôn bán á, gặp khách hàng là phải cười. Cái mặt gì đâu mà bước vô tiệm gặp tới giờ chầm dầm sao buôn bán được. Cười coi. Cái gì? Bà nhá ai vậy? Chứ cười sao? Cười là phải cười cho nó duyên dáng. Mà khỏi cười đi. Trả tiền. Rồi, được rồi. Chờ chút. 25 phải không? Cái gì 25? 27. Rồi 27. 27 là 27. Này, đủ luôn. Ê, Tám gì? Có kìa. Ý, thằng Sơn. Ờ. Trời ơi, thằng Sơn, nó đóng phim kìa. Ủa sao hết rồi? Ơi, đúng rồi. Từ lúc mà Thủ tới chung cư mình ở là tôi nghi rồi. Vậy đó, Thủ là diễn viên. Hả? Nó là diễn viên mà cái này là hành động này là không đúng nè. Đưa tiền người ta không đúng muốn đưa hả? À? Đưa đây. Ôi ôi, vậy đây hèn chi lúc nào cũng quần áo chỉnh chu ha. Ừ. À, ông Tâm nè, ông coi tóc tai tôi quần áo tôi chỉnh chu chưa vậy? Ừ. Được chưa, được chưa, được chưa? Được, 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 nhưng mà chi vậy? Chụp hình ký tên. Sao? Xong. Trời ơi, cái diễn viên xong đây mà. Cứu mẹ con hả? Ờ. Thôi thôi đi, anh cứ giấu hoài à. Chắc là anh sợ bị cái scandal đúng không? Ê, rảnh không con? Dạ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Dạ. Đứng lên. Qua đây, qua đây. Dạ. Nè mọi người, tôi hồi nào về coi tivi là thấy mặt diễn viên không à. Mà chưa có thấy ngoài đời nghe, còn bây giờ tướng kiến luôn nghe. Mặt đối mặt, tay trong tay. Trời ơi, tôi nói trời ơi, diễn viên có khác không? Tôi nói bàn tay nó mịn, mà cái mặt nó cũng mịn thấy thương luôn á. Tự hào, đáng tự hào. Cái gì vậy, không hiểu gì hết vậy? Chung cư ta có diễn viên. Chung cư ta có diễn viên. Hả? À? Đâu? Đâu? Thôi, giấu gì nữa. Nè, bây giờ cả chung cư ai cũng biết cô là diễn viên á nghe. À, bữa nè, má em coi tivi là thấy anh rồi. Ồ, trời ơi mọi người ơi, nó lên tivi nó đẹp trai mà đóng hay thấy sợ luôn vậy đó. Ủa mà anh ơi, anh đóng phim gì anh? Anh đóng lâu chưa? Trời ơi, tao đóng lâu rồi, đóng nhiều phim lắm. Tại con coi phim con không biết đâu. Má rành lắm nè, đóng Hai Lúa nè đúng không? À. Rồi Đua Nhau Làm Giàu nè ha. Rồi Ngủ Lâu Công Chúa nữa nè. Ê, cậu đóng công chúa thứ mấy? Ông vô chiêu à, đóng lòng có phim phải thôi. Chứ người ta đàn ông trai ai đóng gái. Ồ, tự hào. Chà. Đáng tự hào. Không lẽ cái clip phát rồi. Chết cha. Mình còn mặt mũi nào nhìn mấy người ở chung cư này nữa đây.
Thật ra con... Anh hai! Anh nói làm bể con mẹ may mắn của anh hai rồi kìa. Ê! Cái trời, mọi người coi kìa. Cái chạy cũng là cái tướng diễn viên nữa thấy không? Trời ơi, đẹp làm sao đó. Đẹp hơn tôi tạm sẽ tạm. Tạm à? Cái gì? Tôi vẫn còn thắc mắc. Cái thằng Song này nó đóng công chúa thứ mấy? Trời ơi, mệt quá. Nó đóng thái giám được chưa? Tự hào. Đáng tự hào. Hai ơi, hai ơi. Tối rồi, chiều đi ngủ đi. Hai bị gì vậy? Nghe nè. Có bao giờ mày nghĩ sẽ làm diễn viên không? Đóng phim á? Không. Đang yên, đang lành làm diễn viên cái gì? Đừng nói anh hai của tôi muốn làm diễn viên à. Sao? Thấy được không? Được không? Thôi bây giờ vậy. Cái gì khó mình bỏ qua được không hai? Hai đóng á, không ai coi đâu. Tự hào. Đáng tự hào. Hai ơi. Trời tối rồi mà. Rồi, ngủ. Hai đừng có đe dọa nên đừng ảnh nước nhà nữa nha. Anh chưa sang xong. Em gọi anh hả? Dạ. Anh là Trần Sang Song, không phải Kim Sang Song. Không phải. Mọi người ở đây á gọi anh là Duy Nhi Kim Sang Song. Anh cho xin chữ ký đi. Chữ ký hả? Dạ. Nè nè nè, chữ ký nhanh nhanh nè. Trời ơi, tôi không phải là Kim Sang Song, tôi là Trần Sang Song. Trời ơi, vậy nhá. Trời ơi. Có chữ ký phải cái mẹ. Tại sao tôi được có chữ ký rồi nè mẹ. Trời ơi. Giờ này mấy giờ mà em mở cửa? Trời, sao hôm nay lên đây thăm anh hả? Dạ, em có làm sữa chua, đem lên cho anh dùng thử. Sữa chua? Trời ơi, sướng quá ta. Ủa nhưng mà có mình anh sao làm năm bịch chứ à? Dạ, em biết cho cả nhà luôn. Cho cả nhà luôn? Dạ. Anh tưởng đâu cho mình ăn chứ. Dạ, anh ăn từ từ cũng được. Cảm ơn em. Nhưng mà có đảm bảo hôm nay ăn xong rồi có hậu quả gì về sau không? Dạ không, anh cứ ăn đi. Dạ, hứa nha, nhìn ngon quá. Ủa, không có ai ở nhà hết đó anh? Không ai ở nhà, anh ở nhà có mình à. Anh đang làm gì vậy? Anh xem phim. Dạ. Em có muốn xem phim với anh không? Cho vui. Dạ. Xem phim ha. Dạ. Anh có điện thoại. Em ngồi chơi xíu nha. Dạ. Đợi xíu. Trời ơi. Alo, Lan em. Sao? Em làm ở dưới tầng hầm hả? Anh biết rồi. Chết cha, nguy hiểm quá, nguy hiểm. Ủa, chuyện gì anh nói? Thảo ơi, bây giờ là anh có việc bận, anh phải đi gấp rồi. Cho nên là bây giờ Thảo về nhà nha. Thảo ngủ thật là ngon đêm nay. Bây giờ em phải về. Thúy, sao em tới không gọi điện thoại báo anh chứ? Ai đây? Đây là Thảo. Thảo là hàng xóm của anh, tới cho đồ ăn. Em chào chị. Thảo hả? Thôi em về. Ghề mới của anh hả? Anh Núi ơi, chào anh Núi. Núi. Anh khỏe không? Trời anh ơi, anh... em nhớ anh lắm. Em nhớ anh nhiều lắm Núi ơi. Em ăn không ngon, ngủ không yên. À,
ai đây? Nhớ anh rất nhiều hả? Cho đồ ăn hả? Còn anh? Đồ tôi! Thúy, nghe giải thích đã. Anh nuôi Lan. Thì sao con người thật của anh là như vậy không? Không phải. Đồ cà chó. Lan. Em quên. Lại cái nữa. Lan, nghe giải thích đã không phải như vậy đâu Lan. May quá, may quá. Còn Thảo. Thảo ơi. Ăn xong nhớ trả cái hộp nha. Thảo. Trời ơi. Nguyệt ơi. Dạ con mới 18 tuổi à, trẻ đẹp chứ có người yêu. Anh xin đừng có hù con. Trời ơi, chị làm gì lén lén lúc đúng chứ mấy à? Chị nói nghe. Đi, chị nói nghe nè. Em, cái này là kem dưỡng trắng da, chị trộn cả một ngày mới được một hũ. Còn cái này á là kem trị thâm, cái này á là gel để em dưỡng dài mi. Còn cái này á là kem để mà em bôi em trị vết thâm ở môi. Cho em hết đó, em thích không? Dạ em thích lắm, nhưng mà da mặt em không cần xài mỹ phẩm cũng đẹp rồi, thôi em không nhận đâu. Ủa mà sao chị cho em mấy cái này làm gì vậy? Hôm trước chị hiểu lầm em mà chưa có kịp xin lỗi em nên chị muốn tặng cho em vậy mà. Rồi chị để ý cho mấy chuyện đó, em không có để bụng đâu. Dễ thương quá à. Em mà dạo này á anh xong ảnh khỏe không? Ảnh có hay nhắc gì tới chị không em? Ảnh khỏe mà ảnh không có nhắc gì chị hết trơn á. Em có thể cho chị biết sở thích của anh xong là gì không? Ví dụ như là anh thích màu nào, anh thích ăn món gì, anh thích đi đâu chơi, anh hay thích những điều gì? Anh xong hả? Em thấy ảnh chung là không có giống người bình thường, khác người lắm. Mà thích mấy cái gì lạ lạ quái quái á. Nói chung là từ để chị lấy viết chị ghi lại. Đợi chị chút xíu thôi. Phải lạ lạ, quái quái, tạo được sự khác biệt. Chị, 7 giờ rồi, đi làm. 7 giờ rồi đó hả? Trời ơi, tưởng tao còn sớm lắm. Chị tập dưỡng sinh hả? À, không có, em tập thể dục nhịp điệu. Nhịp điệu. Chào chị. Anh Song. Anh nói hôm nay em có gì đặc biệt không? Giống con bò lắm. Hả? Không có,
ấn tượng. Ấn tượng. Trời đất ơi, cô gái Hà Lan đâu mà để em bỏ lên lầu 22 rồi trời. Ghê quá. Ấn tượng. Alo. Ừ. Alo. Thank you.